chào các bạn nhé. Hôm nay thì đơn vị chúng tôi lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái mẫu nhà mới mà chúng tôi vừa thiết kế xong cho nhà anh Đô nhé. Đây nhà anh Đô đây. Địa điểm xây dựng thì là anh ở Giao An, Giao Thủy, Nam Định nhé. Đấy. Tháng 9 năm 2020 đây. Đấy. Đây là một cái ngôi nhà nó khá là đẹp và vô cùng hiện đại nhé. Đấy. Nhà chỉ 2 tầng thôi. Nhưng mà diện tích nó tầm khoảng 140m nhé, diện tích xây dựng đấy. Và chi phí xây dựng cái ngôi nhà 2 tầng hiện đại này thì chỉ có 600 triệu thôi các bạn nhé. Hết chỉ có 600 triệu thôi đấy. Nếu mà các bạn quan tâm ấy, hoặc muốn có cho mình một cái bộ hồ sơ như này nhé, thì các bạn hãy để lại số điện thoại hoặc là comment dưới nhé, chúng tôi sẽ gửi lại cho các bạn cái mẫu nhà 2 tầng này nhé. Sau đây tôi sẽ giới thiệu tổng quan về cái bộ hồ sơ này nhé. Đấy, về cơ bản thì cái chiều rộng của cái công trình này ấy, là một chiều là 78 này nha các bạn nhé. Từ cái vách này cho đến cái khu bậc tam cấp đấy, là 78. Đấy, và cái chiều sâu của ngôi nhà này thì là nó là 16.5 nhé. Tính từ cái mép vách này cho đến tận cuối cùng là 16.5 thì tổng sàn của cái công trình này ấy, 140m các bạn nhé, 140m đấy, mà xây dựng chỉ hết có 600 triệu đấy. Thì nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao công trình này chỉ hết có 600 triệu thôi. Thì mong các bạn đấy, hãy xem hết các cái video này thì các bạn có thể hiểu được tại sao cái công trình này chỉ xây hết có 600 triệu mà thôi đấy. 600 triệu mà thôi các bạn nhé. Chỉ 600 triệu thôi. Về tổng quan cái bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công này, nó có các cái phần như sau này. Đấy. Thứ nhất là cái phần bìa của công trình này. Đấy. Cái phần thứ hai nó là cái phối cảnh góc nhìn thứ nhất này. Đấy. Tiếp đến là cái phần thứ hai là gọi là cái góc nhìn thứ hai này. Đấy. Và cái phần thứ ba là cái phần về bản vẽ này. Đấy. Về bản vẽ thì là nó có 4 cái mục chính nhé các bạn nhé. Đầu tiên nó là phần kiến trúc này. Đấy.
Tiếp đến là cái phần kết cấu này các bạn này. Kết cấu gồm có móng này, dầm sàn này, và mái nha các bạn nha. Thép bố trí như nào, dùng loại thép gì, sắt phi bao nhiêu nha, có hết trong cái phần kết cấu này các bạn nhé. Tiếp tục là cái phần điện nha các bạn nhé. Phần điện này thì là nó sẽ bao gồm là điện nội thất bên trong này, và cái điện bố trí hành lang với cột ở bên ngoài công trình này, để công trình nó được đẹp nha các bạn nhé. Công tắc ổ cắm, vị trí đặt đèn chỗ nào nhé, đều có hết các bạn nhé. Tiếp đó là đến phần nước nha các bạn nhé. Phần nước thì nó sẽ có phần cấp nước này. Đấy, cấp nước từ bên ngoài vào bể này, xong là đưa lên két này, xong từ két cấp xuống từng khu vệ sinh một nhé. Đấy, đều có hết nhé. Đấy, thì chúng tôi đã giới thiệu xong cái bộ hồ sơ để cho các bạn tham khảo nhé. Và cái cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn ấy là tại sao cái nhà này xây dựng chỉ hết có 600 triệu đấy, với diện tích là 140 m2 đấy, mà xây dựng chỉ hết có 600 triệu đấy, thì đơn vị chúng tôi ấy, khi mà thiết kế lên ấy, thì là một bộ hồ sơ thiết kế thi công nó sẽ đầy đủ từ kiến trúc, kết cấu, điện nước. Thế nên là một công trình xây nền thì nó sẽ rất đồng bộ từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong nhé các bạn nhé. Đấy. Và tại sao chi phí nó rẻ và hợp lý? Tại vì chúng tôi tính ở đây là tính sắt thép, kết cấu và nguyên vật liệu. Đấy. Nó phù hợp, nó đủ tải trọng công trình. Đấy. Chúng tôi không đem tiền để chôn vào dưới lòng đất hay là lãng phí, dẫn đến là cái công trình nó đội lên rất là cao nhé. Đấy, bình thường chúng tôi theo cái suất đầu tư của nhà phố bây giờ là nó rơi khoảng tầm 4 triệu một mét vuông nhé các bạn nhé. Thì các bạn thử nhân lên 4 triệu nhân với 140 m sàn thì giá trị công trình nó là bao nhiêu. Đấy, để các bạn có thể tính được cái công trình của mình khi xây dựng nó là bao nhiêu. Đấy. Chúng tôi chỉ đơn giản một thế thôi. Đấy. Cái chính đó là ở cái phần tính toán nguyên vật liệu bố trí hợp lý. Đấy. Để cho công trình của mình nó vừa hợp lý về chi phí mà nó lại vẫn bền mãi với thời gian nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi sẽ giới thiệu, thường xuyên giới thiệu với các bạn các cái mẫu nhà từ 1 tầng cho đến 4-5 tầng và các cái nội thất bên trong ngôi nhà để các bạn tiện theo dõi. Các bạn mà muốn cần cái nhu cầu về tư vấn thiết kế nhà hay nội thất, thi công nội thất thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Đấy, đơn vị chúng tôi là công ty kiến trúc nội thất và xây dựng New House nhé. Đấy, và số điện thoại của tôi là 0986357835 này các bạn nhé. Đấy, chúng tôi sẽ trực thường xuyên để tư vấn cho các bạn nhé. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Đấy, hoặc các bạn cũng có thể là đăng ký kênh YouTube của chúng tôi nhé, để cập nhật các video mới nhất mà chúng tôi update. Cảm ơn các bạn.